Vâng anh em, hôm nay là 30 tháng 10 rồi. Cái thùng tính nền ủ này. Ủ là hôm 24 tháng 10, hôm nay là 6 hôm. Thế hôm nay 6 hôm bây giờ thì tôi sẽ ra tôi kiểm tra. Đây tôi với anh em kiểm tra sẽ có thùng nữa này. Bây giờ chắc chắn nó sẽ lại phồng lên rồi. Nó lại gần đầy thùng hoặc là đầy thùng gì đấy rồi. Men thì chắc chắn nó phải có. Kiểu gì cũng sẽ lên men thôi. Đây. Hũ mẻ này rất chi là lớn này, câu thoải mái luôn. Đây chiếc hũ hai thùng, một thùng nhỏ và một thùng lớn. Đấy, ok. Đây này. Bây giờ tôi bóng ra cái thấy nó gần chắn mép rồi này. Đây này. Đấy. Đây anh em thấy nó lên này, men này. Đấy, hôm trước có ủ tiết bên dưới đây cơ. Đây hôm nay nó đùn lên này, nó đã nở lên đầy xô rồi. Ok, một thùng. Để lại kiểm tra này, đây một thùng nữa. Đây là cái thùng lớn này anh em. Đấy, quay đi, đấy gần đây. Quay đi quay lại thì nhắm mắt nó không để ý đến nó thôi, thế là nó sẽ sớm được đi câu đây, ở gần đây này, sát túi bóng luôn anh em này. Đấy. Đấy cái chỗ này do nó sát vào túi bóng rồi nó không thể lên men nó lên đấy được đây. Nó lên men xung quanh. Đấy. Thế nào? Nghỉ mùi tạm ổn rồi, sắp đi oanh chén nước rồi. Ok, thế là đẹp rồi, chờ thêm ít ngày nữa là đi oanh chén được.